Hiệp một trận đấu giữa hai đội U20 Việt Nam và U20 UAE đã bắt đầu. Đây là trung vệ đội trưởng Đức Chiến, cầu thủ của Viettel. Đường chuyền lên của Tấn Sinh. Ngọc Bảo. Lê Ngọc Bảo là trung vệ của câu lạc bộ Phố Hiến. Ngọc Bảo là đội trưởng của đội Phố Hiến. Câu lạc bộ đã giành ngôi Á quân của mùa giải nhất năm nay. Các cổ động viên đang tạo ra bầu không khí sinh động ở sân Thống Nhất Thường Xuyên. Đá phạt cho UE. Cầu thủ Việt Nam cố gắng che người để bóng ra ngoài sân. Một loạt những số áo của các tuyển thủ U22 đã được xáo trộn. Đây là điều hết sức cần thiết. Đó cũng là một cách vận dụng quen thuộc của ekip huấn luyện viên Hàn Quốc. Ngày hôm nay cầu thủ đá cánh phải Hồ Tấn Tài mang áo số 12. Bình thường số áo của anh là 4. Cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần rất tốt. Cầu thủ áo đỏ luôn áp sát đối phương kể từ đầu trận. Hồ Tấn Tài ném biên. Có một điều rất là mừng là các tuyển thủ U22 ở mùa giải năm nay đều được thi đấu nhiều ở câu lạc bộ của mình. Đó là sự cọ sát rất cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho những giải đấu lớn diễn ra cuối năm nay và đầu năm sau. Thời gian ở đây bên cạnh những cầu thủ nòng cốt của U22 thì trong mỗi tháng huấn luyện viên Park Hang-seo cho gọi tập trung 2 lần các cầu thủ mới để họ quen với những bài tập của ông. Một điều rất hữu ích với các cầu thủ và cả cho các câu lạc bộ ở V-League cũng như giải nhất. Pha xử lý của Thanh Thịnh rất kịp thời. Tình huống vẩy má ngoài chân phải. Pha xử lý của Thái Quý. Thái Quý, Việt Hưng và Hoàng Đức đang là ba cầu thủ giữa sân của U22 Việt Nam. Bứt tốc rất nhanh Thanh Thịnh. Rất tiếc là không kịp. Vừa rồi là Đức Trinh chứ không phải Thanh Thịnh. Hà Đức Trinh và Thanh Thịnh là đồng đội ở SHB Đà Nẵng. Đức Trinh hôm nay đã cặp tiền đạo với Nhâm Mạnh Dũng. Thái Quý. Không vào. Và bắt bóng vất vả của thủ môn UAE Abdul Rahman. Đức Chiến. Đức Chiến là cầu thủ có thể đá hai vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự.
Cầu thủ Việt Nam đang chơi lấn sân. Đội bàn đã không thể chuyền bóng vào trong. Một pha theo người và áp sát của hậu vệ U22 Việt Nam. Cầu thủ U22 UE vừa rồi đã xuống biên là Yahya Ali. Bóng được chuyền lên cho Hà Đức Chinh. Đường chuyền vào của Thanh Thịnh. Chúc đội không vào. Và dứt điểm đáng chú ý đầu tiên trong trận đấu. Cú đá chân trái của Hà Đức Chinh. Đó là một pha phối hợp của hai cầu thủ đang chơi cho SCB Đà Nẵng. Một pha xử lý rất quen thuộc của Đỗ Thanh Thịnh từ bên cánh trái. Vẫn là cao thủ UE. Đối mặt hết sức nguy hiểm. Một tình huống có phần lưỡng lự của phòng ngự U22 Việt Nam. Người đã có cơ hội dứt điểm là Ali. Mỗi bên đều đã có một pha sút bóng rất nguy hiểm. Đó là Tấn Sinh. Đây là Rashid Salem. Pha xử lý dưỡng kế nêu của Ngọc Bảo. Tình huống mang lên rất dũng mãnh, đầy quyết tâm của Nho Mạnh Dũng. Tiền đạo của Viettel. Hamdan Asia. Khalid. Pha mở bóng không chính xác. Ca sĩ Ngọc Sơn cùng với khá nhiều nghệ sĩ của Thị Duyên đang có mặt để chứng kiến trận đấu ngày hôm nay từ sân đài Sân Thống Nhất. Và đương nhiên không thể thiếu diễn viên Việt Anh, người là đội trưởng của đội bóng nghệ sĩ Thường Xuân Minh, gắn bó với bóng đá Việt Nam nhiều năm. Không nguy hiểm. Có thể nói với sức chứa 15.000 chỗ ngồi thì Sân Thống Nhất không có nhiều dịp đăng cai những trận đấu quan trọng. Đây là một dịp có thể nói khán giả Thanh Thịnh cố gắng có được vé để đến sân cổ vũ cho các tuyển thủ U22. Hoàng Sơn và Bảo Quốc là những nghệ sĩ đã theo chân đội tuyển đi những giải đấu từ năm đầu tiên bóng Việt Nam hội nhập. Đây là trận đấu mà hai bên có thể thay người không hạn chế.
cầu thủ bị đau và vừa rồi đã được chăm sóc là Tấn Sinh ở trận giao hữu với U22 Trung Quốc tại sân của Trung Quốc. Tấn Sinh đã chơi rất hay. Việt Vị, cầu thủ UE là những người có lối chơi kỹ thuật. Bóng đá vùng Vinh đôi lúc có thể lộn xộn về mặt chiến thuật, tuy nhiên cầu thủ luôn mềm mại và có thể tạo ra những pha xử lý kỹ thuật để tạo đột biến về chiến thuật. Bóng đá của các thầy vô cao nhất đã từng dự World Cup và cũng đã một lần dự Olympic, đó là tại London vào năm 2012. Cú đá lên của Đỗ Thanh Thịnh. Với thế trận này thì U20 Việt Nam có cơ hội để phát huy những pha phản công. Ở những phút vừa qua, cầu thủ áo đỏ đá thấp, tuy nhiên cự ly đội hình rất bảo đảm. Những tình huống để kéo giãn các thủ Việt Nam của UAE. Pha mở bóng chéo sân, tuy nhiên bóng đi không chính xác. Phút thứ 13, tỷ số vẫn là 0-0. Kênh phát sóng chính thức của trận giao hữu U20 Việt Nam gặp UAE là kênh truyền hình VTC1. Lúc này với những khán giả đang không ngồi trước màn hình có thể nghe radio trên xe qua kênh sóng VOV2. Pha xử lý của Tấn Sinh. Rất nhiều khả năng ở trận đấu ngày hôm nay U20 Việt Nam sẽ cho tất cả các cầu thủ vào sân. Đường truyền rất thông minh. Đỗ Thanh Thịnh. Đức Chiến. Ở đội Viettel, Đức Chiến thường xuyên đá tiền vệ phòng ngự bởi vì hàng phòng ngự đã có các trung vệ xuất sắc là Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Đội bàn đã phạm lỗi với Hoàng Đức. Cầu thủ phạm lỗi là Majid Rashid. Ngọc Bảo. Đường truyền của Thanh Thịnh. Hoàng Đức. Không phải. Vừa rồi là Hồ Tấn Tài. Ngay cả các vận động viên chúng tôi là những người theo dõi rất sát các tuyển thủ ở V-League cũng trẻ nhất, mà cũng rất khó nhận ra cao thủ với những số áo lạ lắm. Chuyền vào.
Cầu thủ ném biên là Hồ Tấn Tài. Đường chuyền vào của Hồ Tấn Tài. Phạt góc cho U22 Việt Nam. Trận đấu ngày hôm nay bên cạnh việc xáo trộn các số áo thì danh sách đăng ký của U22 Việt Nam cũng có những sự bất thường, đó là số áo được đăng ký không liền mạch từ 1 cho đến số to nhất mà khá lộn xộn. Cho đến điểm này thì cả hai bên đều chơi chặt chẽ. Cầu thủ hai đội đều rất chịu khó đeo bám. Khai Phan. Pha đột phá của Khai Phan. Cầu thủ Việt Nam đã ngăn cản kịp thời. Lúc này thì huấn luyện viên Park Hang-seo và các tuyển thủ quốc gia đã có mặt ở Bali. Chính xác là họ đã sang Bali, Indonesia từ hôm qua để chuẩn bị cho trận đấu ngày 15 tháng 10. Theo ban huấn luyện thì từ Bali, ông Park Hang-seo đã có những dặn dò rất cụ thể cho ông Kim Hanun. Huỳnh Tấn Sinh. Ngọc Bảo. Đường chuyền của Triệu Việt Hưng. Hoàng Đức. Nhâm Mạnh Dũng. Rất nhịp nhàng. Chuyền vào cho Đức Trinh. Đó là pha bóng để Đức Trinh có thể phát huy khả năng băng cắt của mình. Hà Đức Trinh đang cố gắng hoạt động xông xáo. Trung vệ đội trưởng Đức Tiến đã theo sát số 9 của đội bạn là Ali Gunman. Các khán đài ở sân nhất lúc này đã chật kín khán giả. Quả phát bóng lên cho U22 Việt Nam. Cầu thủ vừa rồi đã có pha xử lý khôn ngoan là Thái Quý. Phía sau cầu môn của Bùi Tiến Dũng lúc này là những cầu thủ viên trung thành của bóng đá Thứ Vinh. Những người mà hầu như trận đấu nào cũng mặt ở sân nhất và cổ vũ rất nhiệt tình. Thái Quý. Nhâm Mạnh Dũng. Và lúc này
này Hoàng Đức đang chơi như là cầu thủ cầu nối giữa hàng tiền vệ và hai tiền đạo. Ahmed. Ngọc Bảo. Hà Đức Trinh. Đức Trinh ngày nay đã tỏ ra sung sức, rất chịu khó chạy chỗ. Thái Quý. Hoàng Đức phối hợp với Hồ Tấn Tài. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình kết nối VC, trận giao hữu giữa hai đội U20 Việt Nam và U22 UE. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là không đều. Khalid Ahmed. Cầu thủ đã chuyền bóng không chính xác là Nasir. Pha phạm lỗi. Ngọc Bảo. Liên tục những pha đập nhà. Cầu thủ E bị đau. Đồng đội của anh đã chủ động đá bóng ra ngoài sân. Huấn luyện viên đang dẫn dắt U22 UE, ông Maciej Skorża, người Ba Lan, là huấn luyện viên có đẳng cấp. Ông đã từng dẫn dắt Legia Warszawa, câu lạc bộ số 1 trong lịch sử bóng đá của Ba Lan. Nasir. Có thể nhận thấy phần nào đó sự cầm chừng trong cách chơi của hai đội. Đây là điều hết sức dễ hiểu. Sau đây 3 tháng hai đội sẽ gặp lại nhau ở vòng bảng của vòng chung kết U23 châu Á. Một giải đấu rất quan trọng, đồng thời cũng là vòng loại của Thế vận hội Tokyo. Lúc này trợ lý Văn Đàn đang ra sát đường biên để chỉ đạo các cầu thủ U22. Đây là Said Ali. Thank you.
Abdurrahman. Abdelrahman. Mặt cỏ của sông Nhất lúc này rất đẹp, bảo đảm để các cầu thủ thi thố tài nghệ. Những ngày gần đây ở Thứ Vinh thỉnh thoảng vẫn có mưa. Tuy nhiên cho đến điểm này của trận đấu thì trời khô ráo, mát mẻ. Đường chuyền lên của Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài là cầu thủ đá cánh, cầu thủ toàn diện, một vị trí rất vững vàng. Những năm gần đây bóng đá Việt Nam các câu lạc bộ trẻ hóa nhiều, đó là một điều cần thiết và thuận lợi cho đội U22. U19 Việt Nam Quốc trong trận đấu chung kết ở giải đấu tại Thái Lan. Trước đó các U19 đã thắng chủ nhà Thái Lan 1-0. Trận chung kết thua Hàn Quốc 1-2. Đức Chiến, Tấn Sinh. Trong ba trung vệ, Đức Chiến thi đấu ở giữa, Tấn Sinh bên phải và Ngọc Bảo bên trái. Ngọc Bảo, Thanh Thịnh. Thanh Thịnh là cầu thủ rất nhanh, chuyền bóng. Hà Đức Chiến đã không theo kịp. Hà Đức Chinh thời gian gần đây đã thay đổi kiểu tóc. Em ruột của thủ môn Bùi Tiến Dũng là Bùi Tiến Dũng. Ngày hôm nay là một trong những vị huấn luyện viên của U22 Việt Nam. Bùi Tiến Dũng là người đã vắng mặt ở giải U20 thế giới cách đây 2 năm vì bị chấn thương trong chuyến tập huấn ở Đức. Hà Đức Chinh pha phạm lỗi. Đến lúc này Đức Chinh đang làm tương đối tốt yêu cầu của huấn luyện viên Kim Han-un. Pha đẩy người rất thô của Khalid Ahmed. Một pha đá phạt hóc hiểm. Vừa rồi là tình huống đá phạt của Thái Quý. Quả phạt hóc cho U22 Việt Nam. Chuyền vào. Đánh đâu? Rất tiếc là không vào. Cơ hội thứ hai của cầu Việt Nam kể từ đầu trận. Hà Đức Chinh đánh đầu. Hoàng Đức là người thực hiện quả phạt góc. Bóng được treo vào rất đúng tầm.
chưa ghi bàn nhưng dường như là Đức Chính đã tìm lại được phần nào phong độ của mình. Thời gian vừa rồi Passer không sử dụng Hà Đức Chính nhiều, và với những cầu thủ trẻ thì đôi khi những khoảng lặng cũng rất cần thiết. Việt Hưng, Việt Hưng là cầu thủ có chân trái rất khéo léo. Đỗ Thanh Thịnh, Hà Đức Chính. Đội hình của U22 nếu là vừa mạnh nhất thường xuyên có đến 5-6 cầu thủ thuận chân trái. Một đường truyền khó. Ngọc Bảo. Trợ lý Nguyễn Văn Đàn vẫn ra sát đường biên để chỉ đạo các trò. Biên phía ban huấn luyện của U22 UAE, huấn luyện viên Nguyễn Văn Đàn Scott ra thường xuyên đứng sát đường biên. Phạt trúng người của Hà Đức Chinh. Cầu thủ thực hiện quả phạt là trung vệ Khalid Ahmed. Đây là Said Ali. Việt Hưng. Và phạm lỗi. Trọng tài New Zealand về cơ bản đã có mùa giải V-League 2019 thành công. Các trận đấu điều hành chuẩn xác. Ngoài việc điều khiển tốt các trận đấu thì trọng tài New Zealand còn được biểu dương với hành động rất kịp thời để cứu cho cầu thủ Bình Dương khỏi nguy kịch sau khi nuốt lưỡi ở trận đấu tại sân Gò Đậu. Cầu thủ Việt Nam luôn bảo đảm cự ly đội hình. Pha lên bóng rất nhịp nhàng của UAE. Không thể đi vào trong. Hồ Tấn Tài. Việt Hưng. Tấn Sinh. Tấn Sinh là người chỉ huy hàng phòng ngự của U22 Việt Nam trong trận thắng Trung Quốc 2-0. Thất bại 0-2 trước Việt Nam đã khiến cho Hít Đình bị bóng đá Trung Quốc sa thải. Ali.
đường truyền của Rashid. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang có được sự uyển chuyển trong cách chơi, cả tấn công lẫn phòng ngự, luôn có sự phối hợp bọc lót nhịp nhàng. Ngọc Bảo. Pha phối hợp không được tốt. Ném biên cho UAE. Said Ali. Nasir. Guman. Nasir. Chuyền rất khó. Cầu thủ Việt Nam chơi ung dung, tuy nhiên cự ly đội hình giữ rất kỷ luật, khiến cho UAE khó triển khai cách chơi. U20 Việt Nam vẫn đang là đội chơi đường nét hơn. Tuy nhiên cảm giác ngày hôm nay đúng nghĩa là một trận đấu tập dượt kiểm tra, không đặt nặng vấn đề ăn thua. Nói chung là một trận đấu rất có mức độ của ban huấn luyện Hàn Quốc. Khalid Ahmed. Đức Chiến. Đỗ Thanh Thịnh. Không thể vượt qua cầu thủ thứ hai. Thái Quý là người đã chặn được bóng. Thái Quý. Hồ Tấn Tài đang di chuyển. Hồ Tấn Tài. Tấn Tài không thể đi bóng, cắt vào trong. Đường truyền của Hồ Tấn Tài. Việt Hưng. Pha treo bóng của Thanh Thịnh đánh đầu. Không vào. Thêm một pha sóng gió trước cầu môn của Abdul Rahman. Cầu thủ đá phạt góc là Trương Văn Thái Quý. Sút bóng không vào. Pha xoay người dứt điểm rất nhanh bằng chân phải của Việt Hưng, cầu thủ vốn thuận chân trái. Thịnh là người chặn bóng. Và gắp bóng. Tuy nhiên cầu thủ Việt Nam đã kịp phát tay.
Ngọc Bảo. Thái Quý. Tấn Sinh. Thái Quý. U23 của UE đã không vượt qua được vòng loại của giải UE3 châu Á cách đây 2 năm. Lúc này họ đang đặt nhiều kỳ vọng vào vòng chung kết đầu năm sau ở Thái Lan. U23 UE từng giành được huy chương bạc ở ASEAN Quảng Châu năm 2010. 4 năm sau đó tại Busan, họ lọt vào tứ kết. Đến ASEAN 18 năm ngoái, họ giành giải ba. Tình huống khá nguy hiểm, cú đá sệt và Bùi Tiến Dũng đã rất cảnh giác. Thanh Thịnh. Đường chuyền hơi cao. U22 Việt Nam lúc này có 3 thủ môn là Bùi Tiến Dũng, ngoài ra còn có Văn Toàn của Hải Phòng và Phan Minh Thành của Thảo Ninh. Cầu thủ Việt Nam đang chứng tỏ khả năng tổ chức lối chơi tốt hơn, những cơ hội được tạo ra cũng nhiều hơn, mặc dù tỷ số vẫn là không đều. Pha bứt tốc rất nhanh của cầu thủ UE, chuyền vào, móc bóng, tình huống hết sức nguy hiểm. Một pha bóng mà Ngọc Bảo đã theo người không sát. Chúng ta xem lại pha xử lý của Khai Phan Hassan. Suýt nữa đội bạn đã móc được trúng bóng, và nếu như vậy là một cơ hội rõ ràng. Thanh Thịnh. Đỗ Thanh Thịnh. Hoàng Đức. Và đưa bóng rất tốt của Hoàng Đức. Hoàng Đức là cầu thủ kỹ thuật tốt, tuy nhiên hạn chế về tốc độ. Khalid Ahmed. Hiệp 1 của trận đấu có 1 phút bù giờ. Hiệp 1 trận đấu có 1 phút bù giờ. Hoàng Đức. Rất có thể đội hiệp 2, huấn luyện viên Kim Hyun-woo sẽ thay hàng loạt cầu thủ. Đường chuyền của Đức Chiến. Hoàng Đức. Những giây cuối cùng hiệp 1. Chuyền vào. Đội bạn đã kịp phá bóng.
cầu thủ đội bạn đang bị đau. Và đúng lúc này trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi còi các đội một trận đấu giữa Hà Nội U22 Việt Nam và UAE. Thế là một Hà Nội vẫn hòa với tỷ số không đều. Chúng ta cùng trở lại xem xét Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hiệp hai trận đấu giữa hai đội U22 Việt Nam và U22 UE. Trần giao hữu để chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới của cả hai đội. Ở hiệp hai của trận đấu, UE bảo vệ cầu môn bên phạm phần nhỏ của bạn. U22 Việt Nam đã thay 5 cầu thủ trước khi bắt đầu hiệp hai. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. Ở hiệp 1, hai đội thi đấu phải nói là có mức độ, bởi vì không muốn bị lộ bài nhiều khi hãy còn gặp nhau ở vòng bảng của giải UEFA châu Á diễn ra đầu năm sau tại Thái Lan. Pha cản phá của đội trưởng Nguyễn Đức Chiến. Substitution for Vietnam. Phản ứng biên rất mạnh của cầu thủ UE. Number 13, Phạm Tuấn Hải. Player 2, Bùi Tiến Dũng. Player out, Trương Quang Thái Quý. Number 8. Number 9, Nhâm Mạnh Dũng. Đội U22 Việt Nam có lúc này trong cầu môn của cầu thủ vào sân U22 Việt Nam đã không còn là Bùi Tiến Dũng. Số 6, Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ vào sân. Số 9, Nhâm Mạnh Dũng. Số 8, Trương Văn Thái Quý. Đường chuyền vào từ cánh trái. Một pha bóng đơn giản của thủ môn Abdulrahman. Place in number 4, Majed Abdullah Salam Mohamed. Number 10, Tamon Hamdan Syed Salam Anzami. Number 3, Mohamed Asif Rasset Ahamdi. Hà Đức Trinh. Number 4, Khaled Ibrahim Hantan Naranmani. Number 26, Mansour Ibrahim Samtang Ahamdi. Players on. Number 6, đây là trận đấu mà hai bên được thay người không hạn chế số lượng. Tuy nhiên tính cả lần thay trước khi hiệp hai bắt đầu chỉ được 4 lần thay tất cả. Một trận đấu rất bổ ích để huấn luyện viên Kim Harun có thể tung tất cả cầu thủ vào, qua đó kiểm tra năng lực chuẩn bị cho những chiến dịch sắp tới. Việt Hưng, Hồ Tấn Tài. Trong hiệp 1 của trận đấu, Hồ Tấn Tài đã chơi rất tốt, lên công về thủ liên tục. Cầu thủ số 6 vừa rồi xoạc bóng là Bùi Tiến Dũng, em ruột của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng được đào tạo để đá tiền vệ phòng ngự, tuy nhiên ở đây thường xuyên được sử dụng ở vị trí trung vệ. Đường chuyền của Abdel Rahman. Hết sức nguy hiểm. Một cú sửa bóng ngon ngang. Phá dứt điểm chân trái rất hiểm hóc.
1-0 cho U22 UE. Tình huống phòng ngự không tốt của U22 Việt Nam. Goal for United Arab Emirates on the 22 by player number 10, Tamon Hamdansis Salem Anzabi. Đội trưởng Đức Chiến đã cố gắng ngăn chặn, tuy nhiên khi bóng bật ra thì đội bạn đã dứt điểm chân trái rất điều nghệ. Bù đá hóc hiểm. Cầu thủ vừa rồi đã mở tỷ số với cú đá chân trái rất đẹp là số 10 Tanon Hamdan, cầu thủ mới vào sân thay người. Đức Trinh. Nguy hiểm. Đánh đầu. Vào. Tỷ số đã sẽ bằng 1-1. Pha ghi bàn của Đức Trinh. Không lâu sau khi chúng ta bị dẫn bàn, Hà Đức Trinh đã san bằng tỷ số. Trong hiệp 1, Đức Trinh đã chơi sông sáo, phần nào lấy lại đường nét của mình. Sau tình huống móc bóng của đồng đội, Hà Đức Trinh đã cố gắng nắm bắt lấy cơ hội. Bàn thắng ở thời điểm rất quý giá với cả đội U22 Việt Nam cũng như cá nhân Hà Đức Trinh. Thời gian ở đây là một khoảng lặng của Hà Đức Trinh. Huấn luyện Pasơ đã giữ và không dùng Hà Đức Trinh, có thể để tránh gây áp lực cũng như chờ đợi thời điểm mà Đức Trinh trở lại cảm giác tốt nhất. SEA Games đã cận kề và việc Hà Đức Trinh có thể trở lại phong độ là một điều rất đáng mừng. Cho đến điểm này Việt Nam mới chỉ thay 2 cầu thủ, trong đó U22 UE đã thay 5 người. Thái Quý và Nhâm Mạnh Dũng là những hậu vệ dưới sân. Vào sân là Bùi Tiến Dũng và Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải là tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Câu lạc bộ đã sớm vô địch giải nhất. Và treo bóng khá hóc hiểm, mặc dù bóng đi không mạnh.
Bùi Tiến Dũng đã kịp cảnh giác, chủ động di chuyển để bắt được bóng. Nasir, Abdelrahman, hai đi bóng của Phạm Tuấn Hải. Tuấn Hải là tiền đạo chủ lực của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng đã sớm vô địch giải hạng nhất 2019. Trên ghế dự bị của U22 Việt Nam lúc này có hàng loạt những cầu thủ có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào khi đầu tung vào sân. Xử lý không được như ý của cầu thủ UE. Hình ảnh rất đẹp ở trong nhất vào lúc này khi mà cổ động viên đang cổ vũ bằng smartphone. Chúng ta xem lại pha xử lý của Yahya Ali. Sau khi vào sân Bùi Tiến Dũng, em ruột của Bùi Tiến Dũng đã vị trí tiền vệ trung tâm thay cho Thái Quý. Thời gian ở đây không có nhiều cơ hội để Bùi Tiến Dũng trở về vị trí tiền vệ trung tâm sở trường. Anh thường xuyên được sử dụng ở vị trí trung vệ. Cho các tuyển thủ U22. Một tình huống mà UE đã không thể có được sự kết nối với nhau. Đây là trợ lý Nguyễn Văn Đàn, người luôn đứng sát đường biên chỉ đạo các học trò từ đầu trận. Cũng ở sân đấu nhất, Văn Đàn từng được góp mặt với những cầu thủ ở một trận đấu rất đáng nhớ. Đó là trận đấu vòng loại World Cup với Hàn Quốc. Trận đấu ở vòng loại World Cup 2006 ở Hàn Quốc. Một trận đấu mà Việt Nam của Luyện Tavares đã chơi rất hay, dẫn trước do công của Phan Văn Tài Em. Sau đó Hàn Quốc đã ghi hai bàn thắng đẳng cấp của Lee Chu Su và Lee Dong Wook.
pha chắn bóng của Ngọc Bảo. Đường chuyền của Abderrahman. Rất có thể trong hiệp hai này hoặc là Văn Toản hoặc là Minh Thành sẽ được tung vào sân. Đó là những thủ môn dự bị của U22 Việt Nam. Abderrahman. Đến lúc này thì hai xe đổi người của U22 Việt Nam nhằm vào các vị trí tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Cầu thủ Tuấn Hải, tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào sân để thay cho người đã cặp với Hà Đức Chinh lúc đầu là Nhâm Mạnh Dũng. Bùi Tiến Dũng vào sân thay cho Thái Quý. Đó là xe đổi ở vị trí tiền vệ trung tâm. U22 Việt Nam chuẩn bị thay hai cầu thủ. Cầu thủ đá phạt góc là Tanon Hamdan. Phát bóng chính xác của Bùi Tiến Dũng. Đến lúc này Bùi Tiến Dũng đã chứng tỏ được sự yên tâm trong cầu môn. Ở tình huống mà cầu thủ đưa bàn dứt điểm thành bàn thì Bùi Tiến Dũng không thể coi là có lỗi. Cú đá chân trái rất hiểm hóc. Martin Lò vào sân. Vào sân cùng với Martin Lò là số 3 Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Martin Lò vào sân thay cho số 19 Triệu Việt Hưng. Việt Anh vào sân thay cho Ngọc Bảo. Sự thay đổi ở các vị trí tiền vệ công và trung vệ. Như vậy đến lúc này U22 Việt Nam đã thay 4 cầu thủ. Bùi Hoàng Việt Anh. Đội U22 Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Martin Lò là cầu thủ Việt Úc đã chứng tỏ được rất nhiều ở mùa giải nhất năm nay. Trong màu áo của đội Á quân hạng nhất là Phú Hiến. Cầu thủ vào sân thay cho Ngọc Bảo, Bùi Hoàng Việt Anh là người cũng đã chứng tỏ được rất nhiều ở mùa giải hạng nhất năm nay.
trong màu áo của đội vô địch Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cú đá từ xa, đó là Martin Lò. Martin Lò là cầu thủ sút xa rất tốt. Hoàng Đức, Hồ Tấn Tài, Tấn Sinh, Nguyễn Văn Đàn trong áo Hoàng Gia Lai là một tiền đạo. Tuy nhiên quãng thời gian được gọi lên đội tuyển của ông Tavares thì anh đã hậu vệ biên. Hà Đức Trinh. Cầu thủ U22 đang chơi đường nét. Mặc dù chưa bung hết sức với cả hai bên, nhưng cầu thủ trẻ của Việt Nam và UE đều đã chứng tỏ được những đường nét của mình theo ý đồ chiến thuật của các ông Kim Han-dun và Scott Lang. Một pha phản bóng không tốt của Abdurrahman. Hồ Tấn Tài áp sát rất nhanh, tuy nhiên Hồ Tấn Tài đã phạm lỗi. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu dành cho hậu vệ cánh phải của U22 Việt Nam. Đây là tình huống mà Tấn Tài đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài Ngô Duy Lân. Cho đến điểm này U20 Việt Nam đã thay 4 cầu thủ, còn bên phía UE thay 5 người. Trận đấu vẫn chưa thể trở lại. Tỷ số này vẫn là 1-1. Người mở tỷ số là số 10 của đội bạn Tanon Hamdan. Ngay sau đó Hà Đức Trinh đã có hòa 1-1 với pha bật cao đánh đầu. U22 Việt Nam tiếp tục thay 2 cầu thủ. Nasir. Đường chuyền lên của Rashid. Hai cầu thủ sau sân bên phía U22 Việt Nam là hậu vệ Văn Hạnh và tiền đạo Hồng Phước.
một tình huống khá giống với bàn thua của đội Việt Nam. Hồ Tấn Tài, Hà Đức Chinh giữ bóng rất tốt, rất tiếc là không khớp nhịp. Pha vô không thành công giữa Hà Đức Chinh và Tuấn Hải. Ngô Hồng Phước là tiền đạo của An Giang. Ngô Hồng Phước vào sân thay cho Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh là người đã hòa một đều cho U22 Việt Nam. Ngô Hồng Phước là tiền đạo chủ lực của An Giang ở mùa giải nhất năm nay. Anh đã có được 9 bàn thắng. Văn Hạnh vào sân thay cho Đức Chiến. Sự thay đổi người hàng phòng ngự. Đã có 6 cầu thủ được ông Kim Arun tung vào sân thay người. Nguyễn Văn Hạnh. Player number 18, Hà Đức Chiến, replaced by player number 11, Ngô Hồng Phước. Đội U22 Việt Nam có sự thay đổi. Cũng chuẩn bị thay hai cầu thủ. Số 5 Nguyễn Đức Chiến rời sân. Cầu thủ số 4 Nguyễn Văn Hạnh vào sân. Cầu thủ số 18 Hà Đức Chiến. Lúc này hai tiền đạo của và Tuấn Hải. Ngô Hồng Phước vào sân. Hoàng Đức vẫn đang chơi trong vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Ở đội U22 lúc này Hoàng Đức đang đá với vai trò giống như Quang Hải ở đội tuyển quốc gia. Anh đóng vai cầu nối giữa tuyến 2 và hàng tiền đạo. Phạt góc cho UAE. Cao thủ vào sân của đội bạn là số 3 Esa Alotibat và số 7 Yusuf Abdullah. Cầu thủ vừa rời sân là Ben Raman số 14. United Arab Emirates under 22. Player number 14, Abdurrahman Saleh Radi Rida Kamis. Replaced by player number 3. Cầu thủ tiếp theo vừa rời sân là Walid. Player number 20, Yaya Ali Saiz Al-Hassani. Replaced tình huống sóng gió. Đội U22 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 3, Esa Alotiba. U22 Việt Nam đã thay 6 cầu thủ, còn UAE thay 7 người. Cầu thủ số 7, Giao Quốc Như Xếp Abdullah Ali Angali vào sân thay cho cầu thủ số 20 Yaya Ali Saeed Agassani. Ngô Hồng Phước. Pha bóng cầu Âu. Ở mùa giải hôm nay trong màu áo đội Hà Nội, Bùi Tiến Dũng không có nhiều vội bắt chính. Trận đấu ngày hôm nay là một thử thách cần thiết với Bùi Tiến Dũng.
có thể nói lúc này sự cạnh tranh ở U22 Việt Nam rất lớn. Những tháng gần đây thì mỗi tháng 2 lần các cầu thủ trẻ được gọi lên tập trung. Họ đều đã thuộc bài của ông Park Hang-seo và khi cần có thể thay thế các đàn anh. Essa. Tanon. Lúc này huấn luyện viên Kim Harun vẫn giữ lại hai vị trí đá cánh, Hồ Tấn Tài và Đỗ Thanh Thịnh. Essa. Pha chạy bóng quá sâu. Sau khi đội trưởng Đức Chiến rời sân thì ban đội trưởng của lúc này thuộc về Bùi Tiến Dũng. Ue đang chơi nấm sân. Vừa rồi là những phút mà bên phía U22 Việt Nam các cầu thủ vào sân thay người chưa bắt được nhịp, chưa tạo được sự nhuần nhuyễn cần thiết. Đến lúc này Bùi Tiến Dũng đã tỏ ra chắc chắn trong thủ môn. Chuyền lên cho Hồng Phước. Hồng Phước lúc này được coi là niềm tự hào của bóng đá An Giang. Người hâm mộ An Giang rất chờ đợi Hồng Phước sẽ có thể góp mặt tại SEA Games lần này. Bóng đá An Giang trước đây từng có một cầu thủ thi đấu tại SEA Games, đó là danh thủ Châu Hồng. Non. Tuấn Hải. Lúc này Việt Anh đang thi đấu ở giữa hàng phòng ngự của U22 Việt Nam. Tấn Sinh. One twist, huh? One idea, huh? No change. Okay, captain. Pha cản phá của Tấn Sinh. Trọng tài Ngô Duy Lân đến lúc này mới rút ra một thẻ vàng dành cho Hồ Tấn Tài của Việt Nam.
pha phản công. Esa, Yusuf Abdullah. Rất tiếc là đã không thể khai thác tình huống vừa rồi. Đường chuyền của Tanon. Bùi Tiến Dũng. Đường chuyền ngang không hợp lý. Abdullah. Việt Vị. U22 UE thay cầu thủ thứ 8. Vào sân là số 21 Ali Ismail. Rời sân là số 15 Khai Phan Hassan. U22 UE đã thay 8 cầu thủ, còn Việt Nam thay 6 người. Player number 15, Kaifan Hassan Al-Nabi Al-Hamadi, replaced by player number 21, Mohamed Ismail Ali Ismail Al-Sunaymi. Đội U22 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 21, Mohamed Ismail Ali Ismail Al-Sunaymi, vào sân thay cho cầu thủ số 15. Sau khi có kết quả bốc thăm ở vòng bảng của giải U23 châu Á, ban đầu có ý kiến nói rằng nên hoãn trận giao hữu này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Seo cũng như ông huấn luyện viên trưởng của U22 UE, Skorja vẫn quyết định hai đội vẫn sẽ thi đấu. Tất nhiên là tính chất thử nghiệm và dấu bài phải được đề cao. Ngày hôm nay huấn luyện viên Kim Han-dun đã xáo trộn hàng loạt số áo của các tuyển thủ. Danh sách đăng ký gửi đến ban tổ chức trận đấu cũng rất lộn xộn về mặt thứ tự. Ngô Hồng Phước. Hồng Phước đã chứng tỏ được khá nhiều ở trận giao hữu trên đất Trung Quốc cách đây hơn một tháng. Abdullah. Tanon. Pha phản lưới của Tuấn Hải. U22 Việt Nam tiếp tục thay hai cầu thủ. Lưới cầu thủ của Tuấn Hải và Việt Anh ở đội Hà Nội B mùa giải trước đã tiến đến trận đấu playoff, tuy nhiên đã thua Nam Định sau những đá luân lưu. Năm nay thì sau khi Hà Nội B được chuyển giao cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng giành quyền thăng hạng. Cầu thủ số 17 sắp vào sân là Mai Xuân Quyết, cầu thủ của Nam Định.
vào sân cùng với ma sung kích là số 20 Du Quang Nho, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai. Hồ Tấn Tài dưới sân. Dưới sân cùng với Hồ Tấn Tài là Hoàng Đức. Substitution for Vietnam number 22, player number 14, Nguyễn Hoàng Đức, replaced by player number 17, Mai Xuân Quyết. Player number 12, Hồ Tấn Tài, replaced by player number 20, Dũng Quang Nho. Đội U22 Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 17, Mai Xuân Quyết, vào sân thay cho cầu thủ số 14, Nguyễn Hoàng Đức. Esa. Cầu thủ số 20, Dũng Quang Nho, vào sân thay cho cầu thủ số 12, Hồ Tấn Tài. Rất nguy hiểm. Một pha xử lý bất cần. Cầu thủ vừa rồi đã chuyền bóng về không tốt là Martin Lò. Rất nỗ lực và phạm lỗi. Cầu thủ đã đi bóng tốc độ là ở trận đấu trên đất Trung Quốc cách đây hơn một tháng, Hồng Phước vào sân và đã tung ra những cú đá rất nguy hiểm. Ngô Hồng Phước nguyên là một cậu sinh viên, tuy nhiên sau đó đã tạm thời gác lại việc học tập để theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Phút thứ 88, tỷ số vẫn đang là một đều. Cầu thủ mở tỷ số cho UE với cú đá chân trái rất đẹp là Thanon Hamdan. Ngay sau đó Hà Đức Chính gỡ hòa một đều cho U22 Việt Nam. Rất nhiều khả năng trận đấu mà chúng ta đang chứng kiến sẽ có tỷ số hòa. Và đó có lẽ cũng là tỷ số khiến cho hai bên hài lòng. Cách đây 12 năm, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã từng thắng UE 2-0 ở sân Mỹ Đình trong trận đấu mở màn của Asian Cup 2007. Lúc đó dẫn dắt đội tuyển quốc gia UE là thầy phù thủy trắng Bruno Messi, người Pháp. Rất nguy hiểm, bóng đập vào dọc. Trong cả hiệp 1 cũng như hiệp 2, hàng phòng ngự của U20 Việt Nam đều có những thời điểm mắc sai lầm. Dù sao tiếng trận đấu như này cũng là rất bổ ích để các cầu thủ hoàn thiện bản thân. Và cũng không nên quên rằng có 5 cầu thủ sẽ trở về từ đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games cũng như chiến dịch vòng chung kết U23 châu Á. Một pha thi đấu tập trung của Bùi Tiến Dũng. Trận đấu ngày hôm nay các thủ UE vẫn phát huy được những nét truyền thống của mình, đó là những pha xử lý kỹ thuật rất dẻo trong phạm vi hẹp. Một tình huống mà xử lý trọng tài đã căng ngờ báo việt vị. Trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu đã căng ngờ
Hiệp 2 có đến 5 phút bù giờ. There will be 5 minutes of added time. Hiệp 2 trận đấu có 5 phút bù giờ. Rất nhiều khả năng ngày hôm nay thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ bắt cả trận. Có lẽ là sau một giai đoạn không được thi đấu nhiều và cũng không thật sự tạo ra sự an toàn thì ekip huấn luyện Hàn Quốc đã quyết định để cho Bùi Tiến Dũng bắt cả trận ngày hôm nay. Vừa là động lực vừa là thử thách đối với anh. Và thực ra đến lúc này thì Bùi Tiến Dũng luôn là người chứng tỏ được khả năng của mình ở những thời điểm mà anh cần phải chứng tỏ sau những khó khăn. Tiếp tục có xe của người bên phía UAE. Player number 25. Vào sân là số 8. Anoni. By player number 8. Abdullah Anami. Đội U22 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 8 Abdullah Anami vào sân thay cho cầu thủ số 25 Majid Rashid Sultan Akabel Amazi. Đi bóng rất nỗ lực. Đó là Mai Xuân Tuyết. Bên phía UE vừa rồi người rời sân là cầu thủ Majid Rashid. Đây là quả phạt nguy hiểm hơn tình huống phạt góc rất nhiều. Treo bóng. Bùi Tiến Dũng chuyền vào trong. Pha phản công của UE hết sức nguy hiểm. Abdullah đang di chuyển thoáng ở giữa. Rất may đội bạn đã không khai thác tình huống để chuyền nhanh. Pha băng ra và bọc gót kịp thời. Dũng Quang Nho. Rất tốt. Bùi Tiến Dũng đã cho đúng điểm rơi. Dũng Quang Nho, cầu thủ của anh Gia Lai là một tiền vệ. Nhưng khi vào sân thay cho Hồ Tấn Tài, anh được bố trí đá hậu vệ biên. Bùi Tiến Dũng. Tấn Sinh. Abdullah. Không thành công. Những giây cuối cùng. Tuấn Hải bị phản đối. Có lẽ đây là quả phạt cuối cùng. Không nguy hiểm. Ở những thời điểm cuối cùng của trận đấu thì ba trung vệ của U22 Việt Nam là Tấn Sinh, Việt Anh và Văn Hạnh. Văn Hạnh là người đá lệch bên trái.
Và như vậy là trọng tài Ngô Duy Lân đã nổi tiếng gọi mãn cuộc, kết thúc trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U22 UE. Một điều là tỷ số hợp lý cho trận đấu này, và chắc chắn hai bên cũng đều hài lòng trong một trận đấu kiểm tra vừa phải và ít nhiều còn phải giấu bài cho trận đấu ở vòng bảng của giải U23 châu Á. Đây là trận đấu mà UE mở tỷ số do công của cầu thủ vào sân thay người số 10 Tanon Hamdan, người gỡ hòa một đều ngay sau đó cho U22 Việt Nam là Đức Trinh.